Hà Nội nói chung, Hà Nội riêng và cả nước. Cương 선수가 K리그 진출한 이후로 베트남에서 K리그 인식이 좀 높아졌는지 그런 거 좀 여쭤보고 싶은데요. 네. 네. Anh đánh giá về cái đội tuyển của bên Hàn Quốc hay nhất là cái đội mà đang rất là có cái phong độ dẫn đầu ở bên châu Á. Thì anh có đánh giá về cái vai trò của cái đội bóng đá đường thủ, các đội tuyển, các đường thủ mà đến từ đội tuyển quốc gia của Hàn Quốc như thế, anh đánh giá cái năng lực của họ như thế nào? Đánh giá về cái đội này đây là anh em nói họ là những cầu thủ rất giỏi, nó có phong độ rất cao, đặc biệt là những cầu thủ như Kun Ho, Dong Ki, Ho Bom Sok, Jang Dong Hyun, những cầu thủ có phong độ rất cao ở bên kia league, họ là những cầu thủ hàng đầu của châu Á để đối đầu với 베트남 국가대표로서 그러니까 그 자긍심이랄까 그런 게 좀 있을 것 같아요. 그 특히 em hy vọng là em cũng như tất cả đồng đội em sẽ học được nhiều điều từ các cầu thủ giỏi từ Hàn Quốc. 네, 국가대표 경기니까 이렇게 내린 그 많이